Theo Bộ Lao động Thương binh và Xã hội, khi luật bảo hiểm xã hội có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025, sẽ có thêm khoảng 1,2 triệu người cao tuổi không có lương hưu sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Hiện có khoảng 2 triệu người cao tuổi, trên 80 tuổi và trên 75 tuổi là hộ nghèo, cận nghèo, không có lương hưu hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng, với mức hiện nay là 500.000 đồng trên tháng. Để mở rộng lưới an sinh, một trong những điểm mới của luật bảo hiểm xã hội sửa đổi là bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội để hình thành hệ thống bảo hiểm xã hội đa tầng. Theo đó, trợ cấp hưu trí xã hội là loại hình bảo hiểm xã hội do ngân sách nhà nước đảm bảo, được xây dựng trên cơ sở, kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hàng tháng đối với người cao tuổi không có lương hưu trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng. Trong đó, giảm độ tuổi được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội xuống 75, hiện hành là 80 tuổi. Riêng đối với người thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo thì được từ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi sẽ được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo luật bảo hiểm xã hội sửa đổi, mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, chính phủ thực hiện rà soát xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội. Tùy vào điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trường hợp đối với đối tượng được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn. Đối tượng và điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội từ ngày 1 tháng 7 năm 2025. 1. Công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện sau đây. A. Từ đủ 75 tuổi trở lên. B. Không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp bảo hiểm xã hội hàng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của chính phủ. C. Có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. 2. Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện quy định tại điểm B và điểm C nêu trên thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Ủy ban Thường vụ Quốc hội quyết định điều chỉnh giảm dần độ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội trên cơ sở đề nghị của chính phủ phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Chính phủ quy định chi tiết tại hai mục nêu trên. Các chế độ, trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội. Mức trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng do chính phủ quy định phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế xã hội và khả năng của ngân sách nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, chính phủ thực hiện rà soát xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội. Tùy theo điều kiện kinh tế xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, Ủy ban Nhân dân cấp tỉnh trình Hội đồng Nhân dân cung cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Trường hợp đối với quy định 1-2 nêu trên, đồng thời thuộc đối tượng hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng thì được hưởng chế độ trợ cấp cao hơn. Người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hàng tháng được ngân sách nhà nước đóng bảo hiểm y tế theo quy định của pháp luật và bảo hiểm y tế. Khi qua đời thì tổ chức cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi. Chính phủ quy định trình tự, thủ tục thực hiện trợ cấp hưu trí xã hội. Quy định mới nhất về mức trợ cấp tuất một lần. Điều 110 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 có hiệu lực từ ngày 1 tháng 7 năm 2025 quy định về trợ cấp tuất một lần như sau. 1. Người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội hoặc đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu, thân nhân được hưởng trợ cấp tuất một lần. 2. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện hoặc đang bảo lưu thời gian đóng bảo hiểm xã hội được tính theo số năm đã đóng bảo hiểm xã hội, cứ mỗi năm tính như sau. A. Bằng 1,5 lần của mức bình quân thu nhập căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho những năm đóng bảo hiểm xã hội trước năm 2014. Trường hợp thời gian đóng bảo hiểm xã hội có cả trước và sau năm 2014 mà thời gian đóng trước năm 2014 có tháng lẻ thì những tháng lẻ đó được chuyển sang giai đoạn đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. B. Bằng 2 lần của mức bình quân thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội cho các năm đóng bảo hiểm xã hội từ năm 2014 trở đi. C. Bằng số tiền đã đóng đối với trường hợp người lao động có thời gian đóng chưa đủ 60 tháng. 3.
Trường hợp người có cả thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc và bảo hiểm xã hội tự nguyện thì mức hưởng trợ cấp tuất một lần tối thiểu bằng 3 lần của mức bình quân tiền lương và thu nhập làm căn cứ đóng bảo hiểm xã hội. 4. Mức trợ cấp tuất một lần đối với thân nhân của người đang hưởng lương hưu hoặc đang tạm dừng hưởng lương hưu khi qua đời được tính theo thời gian đã hưởng lương hưu và được quy định như sau. A. Trường hợp qua đời trong 2 tháng đầu thì mức trợ cấp tuất một lần bằng 48 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. B. Trường hợp qua đời từ tháng thứ 3 trở đi thì cứ mỗi tháng mức trợ cấp tuất một lần giảm 0,5 tháng lương so với mức trợ cấp quy định tại điểm A khoản này nhưng không thấp hơn 3 tháng lương hưu của tháng đang hưởng. Bên cạnh đó, Điều 111 Luật Bảo hiểm xã hội 2024 quy định về chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện. Cụ thể, 1. Chế độ hưu trí và chế độ tử tuất đối với người vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc, vừa có thời gian đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được quy định như sau. A. Có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên nếu thuộc đối tượng quy định tại Điều 64 của luật này. Có từ đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên nếu thuộc đối tượng quy định tại Điều 65 của luật này, thì điều kiện mức hưởng lương hưu được thực hiện theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. B. Có từ đủ 15 năm đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng trợ cấp tuất hàng tháng theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc. C. Có từ đủ 12 tháng đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc trở lên thì được hưởng trợ cấp mai táng theo chính sách bảo hiểm xã hội bắt buộc.